Đồng thời Đức Hiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Vì thế hôm nay Đồng thời Đức Hiệp muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người về bộ tôn tượng Đức Di Đà cao 22, tượng được tạo tác từ gỗ mít nguyên khối đặc lõi và sơn thiết theo màu bản mạch ạ. Với chất liệu gỗ mít đã được tuyển chọn và xử lý cẩn thận, tượng sau tạo tác sẽ có độ bền cao và mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp xua đuổi tà khí. Quy trình sơn thiết tinh xảo với sơn ta chất lượng cao, nhờ đó mà một lớp áo bảo vệ hoàn hảo cho tượng được hình thành. Các lớp sơn này không chỉ giúp bảo vệ tượng và các yếu tố của môi trường mà còn mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế. Màu sơn mà Đồng thời Đức Hiệp lựa chọn là các màu sắc phong thủy, mang lại may mắn và năng lượng tích cực. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình sẽ giúp chủ sở hữu luôn gặp nhiều may mắn và cùng nguồn năng lượng tích cực giúp công việc luôn thành công. Màu sắc bản mệnh của mệnh kim là màu vàng ánh kim, giúp tăng cường sự ổn định và tinh thần mạnh mẽ. Màu sắc bản mệnh của mệnh mộc chính là màu xanh lá cây, mang lại sự tươi mới và sức sống và sự phát triển. Màu sắc bản mệnh của mệnh thủy là màu xanh dương, giúp tăng cường sự thông suốt, trí tuệ và bình an. Màu sắc bản mệnh của mệnh hỏa là màu đỏ và màu hồng, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, may mắn và thành công. Màu sắc bản mệnh của mệnh thổ là màu vàng và màu lô đất, mang lại sự ổn định, bình an và phát triển bền vững. Mọi người có thể tham khảo một vài mẫu Di Đà sơn thiết theo màu bản mệnh tại đây của Đồng thời Đức Hiệp ạ. Đồng thời Đức Hiệp luôn mong muốn có thể mang đến cho các quý khách hàng các tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt mà còn mang những giá trị tâm linh phong thủy cao. Để thỉnh mẫu tôn tượng Di Đà cao 22 để sơn thiết theo màu bản mệnh thì mọi người hãy liên hệ ngay với Đồng thời Đức Hiệp đi ạ. Video hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Đồng thời Đức Hiệp. Hẹn gặp mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo nhé.